Xin chào mọi người. Đây là mẫu xe công nông kiểu dáng mới của Gara Đông Xuân. Mời các bạn cùng tìm hiểu xem nhé. Xe thắng hơi bớt 15 tấn. Xe đây kiểu dáng mới này. Cái còi nó rất là rộng, rất là to, sexy, rất là dày. Chở thì phải chê. Xe dùng hộp số chiến thắng, hộp số 6 cấp, 5 tiến 1 lùi. Xe rất là cải tạo, rất là đơn giản, rất là kiểu dáng mới. Xe còn bánh thì xếp ở giữa này, sắc y. Còn có rất nhiều mẫu xe cũ, tí nó quay cho các bạn xem. Xe thùng rất là rộng, xe đây thùng rộng 1m6, dài cũng 2m6. Xe đây dùng cầu 5 tấn, bên 2 tỷ, cầu đây rất là to. Cái Gara Đông Xuân hàng phát minh ra cái mới, giờ làm cái móc phía trước. Giờ mình cùng tìm hiểu xe cũ nha. Đây là mẫu xe công nông cũ này, giờ đang tân trang lại và sơn sửa lại. Xe đây hồi trước chưa cũ. Xe cồn rất là to. Có lần lấy xin này bộ như đòi này là bộ như đòi như động là mọc như bằng. Thì tăng cái tay rất là bự, tay đầu xe sơn lại, tất trăng lại. Để những thợ đi trên xe. Xe đây rộng 1m2, dài 2m8. Xe đây có 3 tấn rưỡi thôi, 2 tấn tư. Xe này rất là thấp, xe một nhíp thôi. Cùng tìm hiểu xem kế tiếp. Mấy hạt tán. Xe sửa lại cái còi bị hở. Đây là những mẫu sexy rất là dày, chuẩn bị làm xe.
Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé.